Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trên tay mình đây chính là một cái hộp mà thấy quảng cáo là tiết kiệm điện được 40 đến 60%. Đây là một cái súng thông số cơ bản của nó nhá. Thì hôm nay mình đang cầm cái con này. Thấy trên mạng quảng cáo rất là rầm rộ, có rất nhiều các bác là làm video về cái khả năng tiết kiệm điện của con này, thì nó cũng có khá là nhiều cuộc tranh cãi, thì mình sẽ không nói sâu về vấn đề đấy. Thì mình thường thấy là các bạn sẽ cắm ở ngay cái đầu nguồn điện này vào. Tức là sau cái đồng hồ từ ngoài cột vào ấy, mà khi các bạn sẽ cắm vào cái ổ này và sẽ phân chia vào trong gia đình của bạn. Nhưng thực tế thì theo mình biết ấy, thì cái ổ tiết kiệm này nếu như nó có tác dụng thì nó chỉ có tác dụng trên một số thiết bị nhất định, chứ không phải là thiết bị nào nó cũng có tác dụng các bạn ạ. Theo mình biết ấy, thì đối với cái tụ bù này ấy, thì nó sẽ chỉ có tác dụng đối với những cái động cơ có sử dụng quặn dây, ví dụ như là cái motor của cái máy xay sát nhá, thì nó cũng có tác dụng này đó. Nếu các bạn sử dụng thì nên sử dụng cho những thiết bị này, những động cơ motor máy xay máy sát thì máy bơm, rồi thì là một số cái loại mà máy đánh mài đánh giũa nó có sử dụng động cơ cuộn dây thì các bạn sẽ sử dụng được. Còn quạt thì phải là quạt những công suất lớn, những quạt công suất nhỏ thì nó cũng chả tác dụng gì đâu các bạn ạ. Nếu mà các bạn không dùng gì mà các bạn cứ cắm vào thì có khi mình thấy là nó còn ngốn thêm ít điện hơn ấy, chứ chả phải là tiết kiệm điện đâu. Thế bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Bên trong này thì linh kiện của nó khá là đơn giản, mà mua đến giá là 500.000 các bạn nên suy xét xem là có nên mua hay không. Ở đây các bạn nhìn thấy ạ, tháo ra bên trong của nó thì có một số linh kiện điện tử thôi. Và cái quan trọng cơ bản nhất là nó là có một cái tụ. Như các bạn thường thấy là ở tụ quạt cũng có này. Đấy, các tụ quạt. Các động cơ quạt thì quạt nào cũng có tụ điện hết. Nó có tác dụng bù điện thôi, còn không có một cái một linh kiện phức tạp nào cả. Theo mình nghĩ thì với cái hiện tượng mà quảng cáo như vậy, giới thiệu quảng cáo tiết kiệm đến 40-50% thì nó sẽ là không có đâu các bạn. Mà đây là nó chỉ lừa bịp chúng ta, vì với cái tâm lý là tháng hè nắng nóng thì các bạn sử dụng nhiều điện, các bạn mua thiết bị này về tiết kiệm điện. Thực tế thì chúng ta sẽ không 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 tiết kiệm được đâu. Hoặc là rất ít, mà nó chỉ áp dụng cho một số loại động cơ với những động cơ có cuộn dây như vậy mình vừa hướng dẫn thôi. Thì các bạn nên suy xét xem rằng là nếu như bỏ ra 500.000 để mua một cái thiết bị mà chúng ta không thể kiểm chứng được nó có tiết kiệm được điện hay không. Thì cái video này mình cũng chỉ có mục đích như vậy thôi. Hy vọng là các bạn cũng có cái suy xét và những khách quan về cái quyết định có nên mua cái loại hộp mà tiết kiệm điện hay không. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.